Hi, xin chào mọi người. Lâu quá mình không có làm clip phân biệt thật giả. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip phân biệt thật giả về cái chai Narciso trắng này nha. Thì trước đó mình đã làm review về cái chai mà na cao mà hồng nhạt, chai na hồng cánh sen rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tục cái chai na trắng này nha. Đây, mọi người xem về bên ngoài trước nha. Đây, mọi người review sơ về bên ngoài trước đi. Đây là cái chai hàng chính hãng bên mình nha. Bên tay trái là chai chính hãng, bên tay phải là cái chai hàng fake nha. Đây mặt trên thì mình hay có chỉ cho mọi người biết để xem bên ngoài nó là ao fake. Thường cái seal của chai hàng hàng ao á là sẽ nó sẽ ngắn nha, nó kiểu hình nó dán ngắn vậy thôi nha. Còn những cái chai hàng fake thường mình thấy là nó sẽ dán cái miếng mí này rất là dài. Đây, mọi người có thể phân biệt qua cái điểm này để phân biệt cái chai ao với lại cái chai phay nha. Đây bên dưới cũng vậy. Ok, mình sẽ bóc siêu cho mọi người xem rõ hơn nha. Đây, cái chai này mình cũng mua trên mạng 700k nha. Cái chai này là hàng fake cũng đẹp đó. 700k đối với loại hàng fake là nó được là cao giá rồi nha mọi người. Thường những người ta mua hàng phát triển người ta bán như một chai chính hãng luôn là hơn 2 triệu á. Ok, mình mới vừa bóc siêu hai chai ra đây. Mình sẽ chỉ cho mọi người điểm khác biệt giữa cái chai hàng chính hãng và cái chai hàng phát nha. Đây, cái chai tay trái vẫn là chính hãng nha. Rồi, mọi người nhìn qua bên ngoài trước nha. Rồi mình sẽ nói sau. Đây mọi người nhìn xem bên ngoài hai cái hộp nha, có cái điểm nào khác nhau không nha. Rất là giống phải không mọi người? Mình cũng thấy nó rất là giống nữa. Chai cái hàng fake này cực kỳ đẹp luôn nha. Thì mình nhìn sơ qua mình thì thấy là cái lớp giấy của cái chai hàng chính hãng nè, nó sẽ trắng hơn tí xíu nha, còn cái chai này hơi ngà ngà hơn. Với lại chất liệu của cái chai cái hộp á, chất liệu của hộp cái chai chính hãng á thì nó sẽ nhìn nó mượt hơn, mướt hơn nè, nhìn nó chắc chắn hơn nha. Khi mà cầm trên tay á mọi người mới cảm nhận được. Còn cái chai hàng fake này á, cái chất liệu giấy nha, cầm tay mình thấy nó mềm mềm. Cái chất liệu giấy nó mềm đúng không? Rồi mình sẽ soi về phía bên sau cho mọi người xem. Thì nói chung là bề bên ngoài á, mọi thứ cái này chữ này nó in ra thì nó sẽ giống nhau rất là dễ nha. Này nó không có gì khó nha. Này làm fake rất là dễ luôn. Này bên ngoài hộp mình chỉ thấy về cái chất lượng, về bên ngoài hộp á mình chỉ thấy cái chất liệu của cái hộp giấy thì nó hơi khác biệt tí xíu thôi nha. Còn mọi thứ đều rất là giống nha mọi người. Đây khi mở ra nó có cái dòng chữ giới thiệu ở trong cái này nha. Cái chai hàng fake này cũng có cái chữ ở chỗ cái này nha. Và cái chất liệu giấy như nó không có đẹp bằng chai chính hãng nha mọi người. Nó chất liệu giấy nó bị lem lem cái màu mực á. Ok. Đây nó cũng có giới thiệu một số mẫu chai Narciso nha. Và cái chai hàng chính hãng này cũng có nha. Này cái chai này rất tinh vi nha mọi người. Okay, mình sẽ review về cái miếng lót cho mọi người xem thử nha. Thường là những cái chai nước hoa trước á mình review cũng hay review miếng lót rất là nhiều. Và cái miếng lót này cũng nhìn qua cũng sẽ nhận biết được cái chai chính hãng hay chai hàng fake cho mọi người. Đây mọi người thấy không, cái chai hàng này chính hãng nè, cái chất liệu giấy rất là mượt nha. Này, rất là cứng cáp luôn. Còn cái chai hàng fake nè, mọi người sẽ cầm trên tay mọi người sẽ cảm nhận ra liền cái chất liệu giấy nó rất là mềm luôn nha mọi người. Này, nhìn nó không có mượt và cứng cáp như là cái chai hàng chính hãng được. Rồi ok. Đây, cái chai bên tay trái của mình vẫn là cái chai chính hãng nha mọi người. Đây, và cái chai bên tay phải mình là cái chai hàng fake nha. Rồi, đây để kế bên cho mọi người xem thử. Mọi người thấy không? Cái chai hàng chính hãng nè. Cái chai hàng chính hãng này nhìn rất là trắng à. Cái chất lượng thủy tinh rất là mượt nha mọi người. Trong khi cái chai hàng fake nha mọi người sẽ thấy là nó sẽ có cái chất liệu thủy tinh nó rất là đục luôn mọi người. Nó đục mà nó ngã vàng, nó chất liệu thủy tinh nó không có trong như là cái chai
hàng chính hãng được này. Nhìn sơ qua là mọi người cầm trên tay là mọi người cảm nhận được ngay luôn cái hai chai hàng fake và cái hàng chính hãng nha. Đấy. Ok, về cái đây mình sẽ soi cái đít chai, mọi người thấy là cái đít chai này thì cái chai hàng chính hãng cũng có dập chữ bên dưới, và cái chai hàng fake này nó cũng có dập cái chữ bên dưới nha. Hơi khó nhìn tí xíu. Ok, giờ mình chuyển sang cái phần soi cái phần nắp cho mọi người xem thử. Đây, cái điểm mà một cái điểm mà mình hay nói cho mọi người nhất ở chỗ phần nắp này là cái nắp của cái chai hàng chính hãng á, nó luôn có cái đây, mọi người bên trong nhìn bên trong nè, nó sẽ luôn có những cái điểm nhấn, cái điểm gọi là điểm ngấn đó bạn, cái ngấn đó để giữ chai nước hoa lại khi mà nó đầy vào đầy ra. Đây, còn cái chai hàng phát chất thì nó sẽ không có cái điểm cái ngấn của nó sẽ không có, giống như nó làm rất là sơ sài, nó không có làm tỉ mỉ được, nên khi mà cái mọi người hay mở ra mở vô ha, cái chai hàng phát là mọi người mở ra mở vô nè, mình đã đậy sát rồi nha, mở ra mở vô nó không có một cái ngấn để giữ được cái nắp của chai nước hoa. Còn cái chai hàng chính hãng này mọi người sẽ thấy là đây, mọi người đó, mình đóng vào sẽ nghe một cái tiếng cạch, nó sẽ nó qua cái ngấn á, nên sẽ có một cái khớp nó đậy lại nghe cái tiếng cạch như vậy, nên nó sẽ giữ được cái chai nước hoa rất là chắc, khi mà mọi người có cầm những chai nước hoa này lên thì nó cũng không có rơi rớt nha. Đây, khi mà mở ra nó có cái ngấn rất, giữ rất là chặt nha mọi người. Đấy, còn cái chai hàng chính ngấn giữ rất chặt nha mọi người, còn cái chai hàng phát á thì đây nó sẽ như thế này. Rồi, đó là điểm mà khác biệt mình cũng hay nói về những cái chai nước hoa khác cho mọi người biết. Ok, đó cũng là cái điểm mà khác biệt mà những cái chai review trước mình cũng hay nói cho mọi người á. Rồi, ok, mình sẽ xem tới cái phần vòi này như thế nào nha. Đây, mình sẽ soi cái phần vòi cho mọi người xem. Ok, đây thì cái vòi xịt của cái chai hàng chính hãng á, thì là cái đầu là màu đen nha mọi người. Đây, đầu vòi sẽ là màu đen, còn cái đầu vòi của hai chai hàng fake này là nó màu trắng nha. Đây, đây cũng là cái điểm mà mọi người dễ phân biệt được nha. Rồi, mình sẽ do cái chai này nó cũng không có nhiều điểm để mình soi, mình sẽ bật cái nắp này cho mọi người xem thử nha. Đây, đây cái phần bên trong này của cái chai hàng chính hãng, và cái phần bên trong này, đây đây cái phần bên trong của cái chai hàng fake nè, nó làm kiểu kiểu gì ngộ ngộ á, cái đồ xịt nó rất là ngộ vô nha mọi người. Đây, đồ xịt nó là kiểu này nè, còn cái nắp mình mới giật ra nó chỉ là cái phần chùm bên ngoài thôi, này nó là kiểu này nè, nhìn rất là ngộ luôn. Ok, cái chai này nó cũng kết cấu rất là đơn giản nên cũng không có nhiều điểm mà để phân biệt, nhưng mà những cái điểm mình chỉ cho mọi người á, thì mọi người chỉ vài điểm thôi, nhưng mà chắc chắn mọi người sẽ phân biệt được cái chai hàng chính hãng và cái chai hàng fake nha. Tuy là rất ít điểm nhưng mà qua những cái điểm đó mọi người sẽ chắc chắn sẽ phân biệt được chai hàng chính hãng là chai nào nha, fake là chai nào nha. Rồi, ok, thì để mình sẽ thử cái mùi hương của cái chai hàng fake này như thế nào nha. Mình sẽ thử thẩm qua cái mùi hương này xem cái độ nó giống của cái mùi nó giống với chai chính hãng nha, tới mức nào. Đặc điểm chai hàng fake là sẽ xịt rất là phun sương nha mọi người, nên chỗ nào mà review một cái chai xịt mà kiểu kiểu phun sương chỗ này là hàng fake nha mọi người. Cái chai hàng fake này cũng thơm nha mọi người. Thường thì mình thử những cái chai hàng fake á, thường nó giống cũng 70 đến 80% nha mọi người. Thường là cái tông 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 đầu á, thường là 5 phút, 5 đến 10 phút đầu xịt ra thì cái mùi hương á, nó sẽ giống giống từ 70 đến 80%, nhưng mà sau sau 10 phút 10 phút gì đó nó sẽ cái tông nó dry down xuống thì nó sẽ lạc ra một cái tông khác, sẽ khác, nó sẽ nhẹ dần và nó đôi khi nó lạc ra một cái tông khác hoàn toàn nha. Ok, thấy cái mùi cũng được được đó. Để mình thử qua cái chai hàng chính hãng nha. Ok,
Đây mọi người thấy không? Cái khăn chính hãng thường á, mình xịt ra nó sẽ có một cái lớp gọi là lớp tinh dầu á, nó bám lại trên da nha. Cái hàng chính hãng á, khi mà xịt ra mọi người sẽ cảm nhận ngửi, mọi người sẽ ngửi mùi, sẽ cảm nhận ngay cái mùi nó rất là phê nha mọi người. Sẽ cảm nhận ngay cái mùi hương của cái chai nước hoa luôn, tại vì nó xuất chiết xuất từ tinh dầu nên cái mùi hương mọi người sẽ ngửi rất là dễ chịu luôn. Và cái thường những cái chai hàng phách á, thì nó sẽ làm, nó làm giả mùi giống đó, nhưng mà nó sẽ mùi nó làm từ những cái chất hóa học á, nên nó không mượt như cái chai chính hãng được. Để nói sơ qua cái mùi hương của cái chai na trắng này nha, thì bản chất của cái dòng Narciso á, là cái tông xạ hương là cái tông chính của dòng Narciso, từ dây lùn dây cao tới màu này, màu đen, màu hồng nhạt tới màu cánh sen gì đó, cũng là cái tông chủ đạo là cái tông xạ hương nha. Nhưng mà cái chai này khác những cái chai kia, thì những cái chai kia á, thì sẽ tông xạ hương sẽ kèm theo mùi hoa hồng, hoa nhài, hoa huệ, vân vân các kiểu. Nhưng mà cái chai na trắng này là cái chai thuần về xạ hương luôn nha mọi người. Cái chai gọi là cái chai thuần khiết luôn á, cái chai xạ hương thuần khiết. Thì mọi người đã biết cái mùi xạ hương này, khi mà ai nó ngửi qua được cái mùi xạ hương á, thì nó sẽ gọi là nó bị lôi cuốn cuốn theo cái mùi này, nó phải nói chung nó bị ghi nhớ vào trong đầu á, nên mùi xạ hương người ta hay gọi nó là cái mùi hương mà gọi là hương quyến rũ nha mọi người. Rồi ok, mục đích mình review là để phân biệt chai thật và giả cho mọi người biết thôi, thì còn mùi hương á, thì mình chỉ nói sơ lược thôi, mọi người có thể tham khảo thêm mà ở trên mạng nha. Rồi clip review về cái chai Narciso trắng ao và cái chai face tới đây là hết nha. Thì mọi người thấy hay cho mình một like và nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi những cái clip review thật và giả kế tiếp nha. Rồi, xin chào mọi người.